Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh va chạm giữa xe máy và tàu hỏa tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, khiến nhiều người lo ngại về an toàn giao thông tại các điểm giao đường sắt. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14 tháng 9 tại một đoạn đường giao cắt với đường sắt Bắc Nam, có chắn tự động một cửa. Lúc này, hai học sinh 16 tuổi điều khiển xe máy di chuyển qua đây thì va chạm với tàu hỏa. May mắn, vụ việc không có thiệt hại về người, xe máy của hai em này bị hư hỏng nặng.